Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tân ở tiền. Hôm nay Tân có về một số cái mây tàn ha, cũ nở, tàn tròn đều, giá thì rất mềm ha. Quý vị xem hộ cho anh Tân. Đa số thì dán trực tàn thông ha, một thân một cốt. Tay cành thì to lực. Rồi, chào anh. Chào anh, chào anh Tân, chào bà con trên mọi miền đất nước thân thiêu. Hôm nay mình có khu vườn mai nhà phục vụ bà con, mong bà con ủng hộ, cảm ơn nhiều. Rồi, số mấy anh? 47 ha. Lùng lực tàn tròn nè. Chiều cao khoảng 8 tấc. Dạ. Quanh 13. Dạ. Giá 350. Dạ, chỉ có 350 ha. Có ngày một cây đẹp luôn. Quý vị nhanh tay nhường lại ha. Mình bao sóng bao ship luôn. Dạ. Mày mai giảo riêng luôn á. Rồi, cái tiếp theo luôn anh. Bốn mươi tám, chiều cao khoảng thước tư. Cái này đế đẹp, đế đẹp nè. Đế đều hết luôn, đế đều đặt là lừ. Vành 16, giá 500. 500 giá mềm luôn. Cái 49 chiều cao khoảng thước tư. Alo. Tàn tròn đều. Cũ nở. Còn 17. Rồi. Giá 500. Rồi, 500. Tàn tròn nè. Cái 50. Tay cành to lực. Cũ nở ha. Cái này mình lớn. Chiều cao khoảng chừng thước 2. Hoành yếu 18, giá 500. À, 500. Năm mươi mốt. Năm mốt. Chiều cao khoảng thứ hai. Cũ. Dạ. Yeah. Vành 16. Giá 400. Rồi, 400. Năm mươi hai, chiều cao khoảng thước rưỡi. Đây, để đây. Vành 15, giá 400. Rồi, 400. Năm mươi ba, chiều cao khoảng thước tư. Đây cành đều, to lực. Cái này đế lực cũ nở ha. À. Vành 17. Rồi. Giá 450. 450. Năm mươi bốn, chiều cao khoảng thước rưỡi. Vành 16, giá 500. Rồi, 500. Cái này chiều cao khoảng thước rưỡi, cái 55. Đế đều luôn.
cũ nữa. Hoành 16 giá 550. 550. Cái 56 chiều cao khoảng chừng thước 3. Cái này chảy lên mấy xù ha. Đó. Chảy xù. Chảy mấy cái nách thôi luôn. Hoành 15. Giá 500. Đây, 500. Cái 57 cao khoảng thước 3. Cái này có đế đẹp. Đây, đế đây, đế đều. Đế đặc luôn. Hoành 14, đấy. Giá 450. Đấy, 450. Năm 18 thì cao khoảng thước rưỡi, thước tư thước rưỡi vậy đó. Cũ nở ha. Để đặt bầu. Hoành yếu 16, giá 500. À, 500. Cái 59 thì cao khoảng những thước. Để quay. Hoành 15. Giá 450. À, 450. Sáu mươi. Chừng cao khoảng chừng thước 6. Hoành yếu 16, giá 450. À, 450 ha. Đang tròn đều luôn. Sáu mươi mốt. Sáu mốt. Cao khoảng thước 3. Cái này đế đẹp. Hoành 15. Rồi. 15 hoành. Giá 550. 550 ha. Rồi, cũng có bao sóng toàn quốc luôn. Sáu mươi hai thì cao khoảng thước 4. À, cái này lên sù nách để sù ha. Hoành yếu 16, giá 500. Rồi, 500. Giá 63. À, đang tròn đều rất đẹp nè. Đây để đây. Cái này hai cây này cũ nào, cây nào cũng nở ép hai cái lại luôn. Mua một được hai luôn. Hoành tổng hai cái dính lại luôn 21. Yeah. Giá 550. Rồi, giá 550 thôi. Có ngọc cây đẹp luôn. Sáu mươi bốn. Sáu mươi bốn. Chiều cao khoảng chừng thước 3. Cái này để đặt bầu.
nôm luôn. Khoảng 14 rưỡi, à, giá 400 rưỡi. À, 400 rưỡi. Sáng 15. Chiều cao khoảng thước rưỡi. Cái này đế lực cũ nở ha. Còn 15, giá 500. Rồi, 500. Thì 66. Chiều cao khoảng thước 3. Còn 15 rưỡi. Rồi. Giá 500. Rồi, 500. Bọc ship luôn. Đó. Mình có nhắn gửi cho anh. Mong mọi con cô bác trên mọi miền đất nước ủng hộ giùm, cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn anh Tân nhiều ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Tân. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng tại nhé. Nhớ làm chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.